Chào anh em, cảm ơn anh em đã quay trở lại đây với mình là Long. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em cái công năng của chiếc Suvo Pen này và rất nhiều anh em muốn mua chiếc Suvo Pen nhưng mà không biết nó có tính năng gì, hoặc là anh em mua rồi nhưng mà chỉ sử dụng nó như một cây bút viết vẽ như bình thường thôi. Thật sự là đáng tiếc đúng không anh em? Chúng ta bắt đầu video ngay sau intro. Trước tiên, để khai thác triệt để chiếc Suvo Pen này thì anh em phải kết nối với cả máy anh em nhé. Anh em có thể xem video mà mình kết nối với máy ở ngay phía dưới phần mô tả. Mình để link video ở dưới đấy để anh em kết nối. Chứ trong video này mà nói lại thì hơi lằng nhằng. Sau khi kết nối bút với cả máy xong thì anh em sẽ có rất nhiều trò. Trò đầu tiên đó chính là gán lệnh ở đầu bút để anh em có thể ra lệnh nhanh này, hay thậm chí là anh em có thể gọi ứng dụng mà anh em hay dùng. Anh em là một designer chuyên nghiệp hay sử dụng Photoshop, Lightroom để chỉnh ảnh, chỉ cần như mình thôi, anh em ấn một cái ngay lập tức nó ra Adobe Lightroom này, ấn hai cái này Adobe Photoshop hiện ra ngay trước mắt, quá là tiện luôn đúng không anh em? Nếu nói chiếc Suvo Pen này là duy nhất có thể làm được như vậy thì có lẽ anh em không tin. Đầu tiên anh em vào setting giúp mình, sau đó tới phần device, chọn tiếp phần pen này, pen windowing, kéo xuống dưới cùng anh em chọn pen shortcut giúp mình. Anh em có thể tùy chỉnh mọi lệnh theo ý mình ở đây. Gán áp hay chụp ảnh màn hình nhanh đều có thể làm được. Mình chỉ nói tới đây thôi nhá. Còn đâu nếu anh em muốn tùy chỉnh như thế nào thì anh em cứ thoải mái mà làm. Mà chi tiết thì thế rồi mà vẫn không làm được thì có thể PM vào fanpage của mình là Đăng Vũ Suvay. Mình sẽ hướng dẫn anh em một cách chi tiết hơn. Tiếp theo chúng ta đến với phần Lex Slide. Tip số 2 dành cho anh em. Anh em có thể Lex Slide nhanh bằng cây bút này. Một tính năng mà rất nhiều người muốn và rất nhiều người thích đấy. Anh em mở một file PowerPoint lên. Đó, sau đó anh em nhấn một lần đầu pen là nó lách, giữ chặt là để quay về. Anh em có thấy tiện lợi không? Anh em thử nghĩ đi, một cô giáo mà hoặc là một thầy giáo mà đang giảng dạy hay anh em đang thuyết trình cho rất nhiều người xem này, cái pen có thể giúp anh em đơn giản hóa công việc hơn và trông ngầu hơn đấy anh em ạ. Tới luôn tip thứ 3, đó chính là anh em thể viết trực tiếp lên Word, Excel và PowerPoint. Đây, như mình xem, anh em có thể ghi chú trực tiếp vào file PowerPoint, vừa trình bày nội dung, vừa ghi chú, giúp cho những người đang nghe hoặc là những người đang tập trung vào anh em ấy có thể nhấn mạnh, anh em có thể nhấn mạnh hơn vào cái điểm chính ở trong slide đó. Ví dụ như mình này, mình khoanh vào đấy, nó có thể nhấn mạnh ngay lập tức, người ta sẽ chú ý luôn cái điểm đấy đúng không anh em? Ngoài PowerPoint ra, kể cả Word và Excel, anh em có thể viết và vẽ trực tiếp vào mỗi phần mềm, mỗi tool thì anh em đều có các tính năng đặc biệt khác nhau. Như là Word thì anh em có thể viết tay chuyển sang toán học hoặc là viết sang hình, tùy ý anh em. Tuy nhiên mình sẽ không thể đi sâu vào từng phần một tại vì nó quá nhiều tính năng. Trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách cơ bản và chỉ cho anh em biết là cái bút này nó có thể đa chức năng như thế nào thôi. Còn những cái video chi tiết sâu hơn thì anh em thể bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Mình nên làm những cái gì để mình có thể hỗ trợ anh em được tốt hơn. Ok, chúng ta sẽ đến với tip thứ 4, đó chính là ghi chú trực tiếp lên trình duyệt. Trước đây ở phiên bản S cũ ấy, thì anh em có hẳn widget ở thanh menu để anh em có thể chọn được. Nhưng ở phiên bản S mới này, anh em sẽ phải truy cập vào setting bằng 3 nút. Đây, 3 nút chấm hình ở phía dưới, kéo xuống anh em sẽ nhìn thấy chữ West Capture. Hoặc đơn giản hơn, anh em giúp mình giữ Ctrl Shift S. Ngay ở đây, anh em sẽ có hai lựa chọn, đó là chụp một vùng màn hình hoặc là chụp full màn hình. Nếu mà anh em muốn chụp một vùng màn hình, anh em chỉ cần kéo cái pen là nó sẽ chụp cái phần mà anh em yêu cầu. Ví dụ nhanh nhất đây nhá, chẳng hạn như website của anh em đang có lỗi gì đó, anh em muốn trình bày cho bên quản trị là sửa cái này cho tôi, sửa cái kia cho tôi. Mình chụp full màn hình web rồi ghi chú thích cụ thể lên từng phần chụp, anh em có thể nhìn trên màn hình đấy. Nó rất là chi tiết, như vậy anh em có thể dễ dàng truyền đạt này, hay là anh em có thể dễ dàng chỉ ra thông tin một cách dễ dàng hơn cho người đối diện xem đúng không anh em? Bản thân S của Microsoft cũng là một công cụ rất là thông minh. Anh em có thể mở file PDF và chỉnh sửa lót ngay trên đó. Với các bản vẽ như là PDF nhà cửa hay kiến trúc, anh em có thể đơn giản hóa bằng quá trình làm việc thích lót thẳng và anh em có thể lật file ngay lập tức. Anh em thấy sao về tính năng này? Nó giúp anh em đơn giản hóa công việc rất là nhiều đấy. Rồi, ngoài ra
mình biết là SuperPen có làm được nhiều hơn nữa, nhưng mà trong phạm vi một video ngắn này thôi thì cũng không thể đầy đủ được, mong anh em thông cảm. SuperPen nó còn là một chiếc bút đắc lực để giúp anh em có thể dùng những phần mềm chuyên nghiệp hơn thế nữa, Photoshop hay là AI, hay thậm chí là những phần mềm như SketchUp, những phần mềm chuyên nghiệp để vẽ. Anh em nào dùng những phần mềm như vậy, chuyên nghiệp như vậy thì có thể bình luận phía dưới cho mình biết là anh em sử dụng nó như thế nào nhá. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Nhớ ấn like và đăng ký kênh đấy. Bye bye.